chào anh em, đây là cái điện thoại Huawei P40 Pro. Vừa rồi cái trang DOX Max họ đánh giá cái đây là cái cụm camera điện thoại có số điểm cao nhất, 128 điểm. Họ cho là cái điện thoại này lấy nét rất là nhanh, giải đi midrange rất là rộng, chụp thiếu sáng tốt, rồi các cái xử lý ánh sáng cũng như là màu sắc hài hòa và đẹp, và họ cho nó là điện thoại có camera tốt nhất. P40 Pro thì nó có 4 camera, cái góc rộng, cái tele 5x, zoom số đến 50x và một cái cảm biến để TOF để nó đo chiều sâu, để nó hỗ trợ chụp chân dung, xóa phông hay là các cái hiệu ứng màu sắc này kia thứ trên cái bộ Leica filter. Về cái giao diện công cụ thì mình thấy có một vài điểm mà mình thấy nó là một cái gì đó công nghệ mới. Ví dụ như là ở cái chế độ chụp ban đêm thì hồi trước giờ cái Night Mode đó nó chỉ là hoàn toàn tự động, nhưng chúng ta chỉ cần dơ lên và một cái cảnh buổi tối nó giống như ban ngày thôi. Còn ở đây thì họ cho thêm chúng ta có thể tùy chọn cái độ nhạy sáng ISO, có nghĩa là giảm bớt cái nhiễu khi mà chúng ta chụp Night Mode tự động, nó có thể tối quá nó sẽ phát sinh cái nhiễu hạt, và chụp mà chọn cái tốc độ bằng trập nữa. Đó thì với hai cái này là mình thấy nó cải thiện nhiều hơn với cái chế độ chụp mà đêm. Về video thì chỉ quay 4K với tốc độ cao nhất là 60 frame trên giây thôi, nhưng mà cái slow motion, cái chụp chậm lắm, thì nó như là một cái gì đó rất là đột phá. Mình thấy từ 4X cho đến 256X đã có đến 7680 khung hình trên giây, rất là khủng khiếp. Để chúng ta chụp một cái khoảnh khắc xảy ra rất là nhanh và sau đó chúng ta xem lại slow motion nó mềm mại và nhẹ nhàng với số lượng phim rất nhiều. Đó, mình đã thử một đoạn vừa cầm tay vừa đi bộ thì mình thấy là khả năng chống rung của nó khá là hiệu quả trong một cái ánh sáng buổi chiều tàn trung tính thôi, nhưng mà mình vừa đi vừa thoải mái cầm tay thì mình thấy là ok. Có thêm một cái mình khá ấn tượng nữa và mình rất là thích, cho nên là lúc nào mình cũng nói, đó là chụp star trail hay là phơi sáng thác nước, mặt nước ngay cả trong khi ban ngày. Có nghĩa là thay vì chúng ta phải gắn filter rất là phức tạp, filter ND để giảm khẩu phức tạp trên một cái máy ảnh, thì ở đây chúng ta có thể cầm tay và làm cho mặt nước nó mịn màng ngay khi chúng ta chụp ban ngày. Đó là một cái thuật toán mình nghĩ camera điện thoại họ càng phát triển mạnh mẽ hơn và khẳng định vị trí của mình. Như cái Huawei P40 Pro này mình thấy là từ rộng cho đến hẹp đó, rồi thuật toán rất là nhiều và cả làm cho người dùng cảm thấy yên tâm hơn khi chúng ta chụp một bức ảnh, chúng ta không có phải lo lắng là nó tốt hay là không tốt nữa, mà hoàn toàn yên tâm đi khắp mọi nơi chụp đủ mọi thứ và phục vụ cho công việc phổ thông. Ok, rất là hiệu quả. Đó, xin cảm ơn anh em.